Chính quyền thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã quyết định chuyển đổi các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 thành những phòng tư vấn cho các bệnh nhân sốt. Theo Tân Hoa xã, đây là một trong nhiều nỗ lực mà chính quyền các thành phố tại Trung Quốc thực hiện để ứng phó với tình hình số ca mắc mới COVID-19 tăng cao. Để giảm tải cho các bệnh viện, một số quận ở thành phố Thâm Quyến đang chuyển đổi các trạm xét nghiệm thành phòng tư vấn có thể tiếp nhận các bệnh nhân sốt và kê đơn thuốc cơ bản. Tại quận Phúc Điền, 53 trạm xét nghiệm đã được tận dụng làm phòng tư vấn bệnh nhân sốt. Trong khi đó, quận Bảo An cũng có 66 trung tâm y tế cộng đồng chuyển đổi từ trạm xét nghiệm. Mỗi phòng rộng khoảng 4 mét vuông, có đủ chỗ cho một bệnh nhân và một bác sĩ, được trang bị các thiết bị khử khuẩn và thông hơi. Sau khi Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp phòng dịch COVID-19, trong đó có giảm yêu cầu xét nghiệm, nhiều trạm xét nghiệm không được dùng đến đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành phòng tư vấn hoặc phòng tiêm chủng. Trong bối cảnh số ca tăng mạnh trong những ngày gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã nhanh chóng mở các phòng khám mới và bổ sung kho dự trữ thuốc cũng như vật tư y tế. Thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông đã tăng số lượng phòng khám sốt trong các bệnh viện từ 114 lên 199 phòng, trong bối cảnh các chuyên gia dự báo làn sóng COVID-19 tại thành phố sẽ lên đỉnh vào tháng 1 năm 2023. Cũng trong ngày 21 tháng 12, Trung Quốc đã tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 nhập ngoại đầu tiên là vaccine BioNTech của Đức. Mãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn chính phủ Đức cho biết, lô vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm cho công dân Đức sống ở Trung Quốc. Berlin đang tìm cách để những người nước ngoài khác ở Trung Quốc cũng có thể sử dụng vaccine nếu muốn. Lô vaccine trên đến Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cho phép người Đức ở nước này tiêm phòng vaccine nhập từ nước ngoài theo thỏa thuận ký kết nhân chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Bắc Kinh hồi tháng trước. Ước tính có khoảng 20.000 công dân Đức đang sinh sống tại Trung Quốc.